Thưa quý vị, khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thu hút các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh các loại hình vận tải và vận tải đa phương thức. Trong đó, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Tăng cường vai trò của doanh nghiệp trong việc chia sẻ trách nhiệm đầu tư, bảo trì kết cấu hạ tầng công cộng để ngành hàng hải phát triển bền vững. Là nội dung được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh tại buổi đối thoại với gần 200 doanh nghiệp ngành hàng hải tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây. Theo số liệu thống kê, vận tải hàng hóa năm 2023 tăng 15,5% so với 2022, trong đó, vận chuyển hàng hóa đường thủy đạt 476 triệu tấn, tăng 18,7% và đường biển 116 triệu tấn, tăng 7,8%. Bên cạnh đó, vận chuyển hành khách đường thủy cũng tăng 6,4%, đường biển tăng 10,2%. Song, để ngành hàng hải phát triển bền vững, các doanh nghiệp cho rằng các cơ quan chức năng cần vào cuộc, tháo gỡ những khó khăn, bất cập tại các thông tư, nghị định để doanh nghiệp thực hiện tốt hơn. Trong cái hội nghị này thì chúng tôi cũng thay mặt cộng đồng và các doanh nghiệp xin trân trọng cảm ơn Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải, Cục Đường thủy Nội địa trong cái suốt cái thời gian vừa qua đã đồng hành cùng với doanh nghiệp, các doanh nghiệp của chúng tôi giải quyết những cái khó khăn vướng mắc và đã có những cái thành công nhất định. Đó là cái điều chỉnh cái thông tư 39 là được điều chỉnh 10% cái giá bốc xếp cho các cảng biển Việt Nam. Điều này tạo điều kiện thêm một cái thu nhập cho các cảng để mà chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trong cái thời gian tới. Tuy nhiên cái này thì cũng vấp phải một cái phản ứng của hãng tàu nước ngoài. Họ cũng điều chỉnh từ 10 đến 20% thì cái giá trị tuyệt đối của họ điều chỉnh thì rất là lớn cho cái so với lại cái mà điều chỉnh của phía các cảng biển Việt Nam. Như vậy thì các cái thiệt hại thì nó trực tiếp đến các cái doanh nghiệp logistics của Việt Nam giao hàng, thì đây là cái chi phí nó cũng tăng lên một phần. Vì vậy là vừa rồi Cục Hàng hải cũng đã tổ chức cái cuộc họp để giải quyết cái vấn đề này và kiểm soát được các cái phụ phí của các hãng tàu nước ngoài. Chúng tôi cũng mong muốn Bộ Giao thông Vận tải cũng có những cái cơ chế làm sao để cho phát triển cái đội tàu vận tải container của Việt Nam, tức là có cơ chế hỗ trợ các chủ tàu Việt Nam được hưởng những cái ưu đãi về cảng phí hoặc những cái chính sách về vốn để cho họ có điều kiện để phát triển cái ngành vận chuyển container của Việt Nam, để tránh phụ thuộc hầu hết như hoàn toàn như vào các hãng tàu nước ngoài như hiện nay. Hiện nay với thị phần vận tải hàng hóa và hành khách của đường bộ chiếm tỷ trọng cao, 79,84% về hàng hóa, 91,79% về hành khách. Do đó, để tái cơ cấu thị phần vận tải, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng phải quyết liệt triển khai các giải pháp và ban hành các cơ chế chính sách để khuyến khích phát triển vận tải đường biển và đường thủy nội địa để chia sẻ thị phần vận tải đường bộ và đường sắt, đặc biệt trên hành lang vận tải Bắc Nam. Với cái trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước, sẽ có thể tham mưu cho chính phủ cũng như các cơ quan, các cấp có thẩm quyền để làm sao chúng ta vừa đạt được các cái mục tiêu về xã hội, những mục tiêu chung tổng quát, nhưng đồng thời chính các doanh nghiệp cũng được hưởng lợi và người dân cũng được hưởng lợi. Theo số liệu thống kê, hiện vận tải biển đang chiếm khoảng 90% tổng lượng vận tải toàn cầu. Từ năm 1980 đến nay, tăng trưởng từ 5 đến 10% trên năm. Sản lượng vận tải container tăng từ 36 triệu tiêu năm 1980 lên 237 triệu tiêu năm 2000, 545 triệu tiêu 2010, 816 triệu tiêu 2020, dự kiến đạt 978 triệu vào năm 2025.